Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mặt Vàng Review. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng mà nhiệt độ thì nó hơi bị cao. Còn mình thì đang trên đường đến chỗ để nấu ăn cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn nơi mình sinh sống. Đây là các hộ người già và gia cảnh của họ thì cũng hết sức khó khăn, cho nên là chúng mình sẽ giúp đỡ họ phần nào. Cho nước. Dạ bà. Nói chung chia đều rồi. Hai xã. Mà về một của ông không ai có. Có nám không? Con coi được không? Nám á. Bắn gạt những cái đồ láo chứ. Còn hâm nước đây luôn được. Nước đây đứng nào, đứng nào. Cho thổ nám. Đông mà. Đông bán. Đông cho ta bấm về đông đây. Ai em trồng cái gì là cái nấc nên là không trồng. Hả? Rất là tốt. Là chảy. Đứt rễ rồi đây chứ sao? Trong lúc nấu ăn thì mọi người cũng tranh thủ là tán gẫu với nhau những chuyện linh tinh. Các món ăn thì nó cũng đơn sơ thôi, tại vì kinh phí của chúng mình là nó cũng hạn hẹp á, cho nên là bọn mình chỉ hỗ trợ được những món ăn thông thường. Cho em giật mấy cái tạc ba luôn. Ủa lên gì đâu. Đi đông mà. Đông. Đấy. Kẹp không? Kẹp nén. Mày à. Ở đây. Lát cái em. Ủa. Kiếm gì? Rũ ra đây này, này, rũ đây này. Đây rồi. Bỏ trong cái rũ đây nè. Rồi sang để em cái rũ. Ủa, này với này là con của Văn à? Ừ. À, con này với này. Có kẻ vô ra rồi ạ. Thì chị khổ ở cái sơ mà chỉ đầm răng chỉ lồn ra mà cứ đứng sáu mùng một á là ram là đúng mấy ngày hả? Đúng mấy ngày không mua ai nó gọi chị nó buồn ư à, mà chị có ngồi bọc thấy ngon đó. Ừ. Chị ngang rồi bắt đầu chị lồn ra mà chị canh đúng y cứ sáu mùng một á là ram là đầy áp luôn trong kho rồi trong trong ấy đó bắt đầu họ đạt cái bắt đầu xoắn với các thợ dân họ bón luôn. Đạt sớm rồi vừa xoắn bón á. Thiệt. Các người học máy bón được chứ. Cứ là. Này trúng ràm á, nó đồng cũng dọn kiểu ràm một được đó. Cũng dọn như hai mươi nhà, hai mấy nhà thế là. Chỉ lồng mà trưởng ban tuyên giáo với sơn mà vẫn đam mê trồng nấm vui trồng là lữ trưởng luôn. Lên trưởng nhóm là gì nữa, trưởng nhóm nóng cho nó chưa. Lữ trưởng chi sư đoàn những bò cái gì bảo luôn cục kẻ vô đây tiếng dốt là máy con à. Tan tiếng dốt là máy ở phía sân tan tiếng dốt là máy chị của em nói chung về tan tiếng dốt
nó gì bỏ giò này xưa có đi dài dài đâu. Thu à. Con miệng cũng đẹp quá hả? Anh nè, con miệng còn ở Sài Gòn nè. Rồi vô ấy. Ủa, nay thấy nhỏ xíu mà đi học rồi hả? Ừ, học đồ họa đó. Bây giờ chúng mình sẽ đóng gói. Còn hành trình để hỗ trợ nhà các cụ ông cụ bà thì xin mời mọi người theo dõi ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.